Hello, xin chào mọi người. Lâu rồi không quay clip mới ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem Spy Family tập 9. Cả hai phiên bản lần này đều có bọc siêu hết nha mọi người. Mình xem bản thường trước ha. Bản thường thì quá quen thuộc rồi. Coi thử cái standee lần này thôi. Đây là bìa bên trong. Cũng giống như các tập trước thì Sandy là cái hình ảnh ngoài bìa mọi người ha. Giá bìa vẫn là 25.000 như cũ. Bản thường thì in 20.000 bản cho bản in đầu ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần quan trọng. Bản giới hạn. Bản giới hạn lần này của chúng ta thì có hai bìa. Bìa bên ngoài là một lớp nhựa trong, còn bên trong là bìa cứng. Đây là bìa cứng bên trong mọi người ha. Giá bìa của bản giới hạn lần này là 130.000. Và lần này bản giới hạn in tận 20.000 bản lận nha. Rất là nhiều. Bên trong thì được in bằng giấy si và có bổ sung trang màu. Theo mình lật sơ sơ nãy giờ thì hình như nó chỉ có mỗi trang màu ở đầu quyển truyện thôi. Không biết có lật sót không nữa. Sách bìa cứng thì nó có cái chỉ đánh dấu trang nữa mọi người ha. Còn đây là phụ kiện của lần này là một bộ bút mát 3 cái. Nhìn chung thì bản giới hạn lần này cũng ổn. Phải nói là đây là bộ truyện mà có đầu tư bản giới hạn và bản đặc biệt có tính sáng tạo nhất trong các bộ của Kim Đồng tính tới hiện tại.
Tính ra thì hiện tại chúng ta có hai bản giới hạn và một bản đặc biệt, mà ba tập truyện này là ba phiên bản có thiết kế hoàn toàn khác nhau luôn. Phải nói là Kim Đồng chịu khó đầu tư cho bộ này. Ở thời điểm hiện tại thì mấy cái bản giới hạn của Kim Đồng đã in với số lượng rất là nhiều rồi, nó cũng không còn hiếm và quý nữa, gần như là nó chỉ dành cho những bạn nào mà thích riêng cái bộ truyện nào đó thôi. Còn riêng về cái quyển này thì mình thấy cũng đáng mua. Ít ra thì Kim Đồng cũng đã cố gắng sáng tạo các thiết kế riêng biệt cho những cái tập giới hạn và đặc biệt của cái bộ này rồi. Ok, và clip hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn lại mọi người ở clip tiếp theo nhé. Chúc tất cả có một ngày vui vẻ. Lâu lâu mới ra một cái clip mới, cho nên đừng quên like và chia sẻ cảm nhận của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Bye bye.